Xuân Hoàng xin chào quý vị và các bạn nhé. Mới hôm nay thì có rất nhiều khách hàng nhắn tin về hỏi Hoàng là sử dụng cái chức năng là mình khi mà chúng ta đi trên đường ấy, thì chúng ta chuyển từ cần số P, vị trí P sang cái vị trí khác thì cửa nó muốn là cửa tự động khóa, hay là đang đi trên đường mà về P thì cửa lại tự động mở, thì dùng chức năng đó như thế nào. Và vậy thì Hoàng làm clip hướng dẫn quý vị luôn nhé. Đầu tiên là quý vị để ý này, cần số ở vị trí P này, và chúng ta sẽ bật nút điện lên trong khoảng tầm bấm 2 lần này để lên cái phần điện này, 1 này, 2 này. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút khóa này, giữ trong 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, nhả ra này. Đấy, quý vị thấy không, chúng ta giữ nút khóa nhưng mà cửa lại mở ra này. Tức là cái chức năng di chuyển từ vị trí P sang cái vị trí khác, cửa sẽ tự động khóa, nó được unlock rồi đấy ạ. Và tiếp theo lại tiếp tục hướng dẫn quý vị để mở khóa cái chức năng là về P thì cửa tự động mở khóa này. Thì quý vị lại giúp Hoàng là bấm điện lên này, bật điện không nổ máy nhá, 2 lần bấm này. Rồi, chúng ta giữ vào nút khóa điện trung tâm và giữ chặt trong 5 giây, 1, 2, 3, 4, 5, rồi nhả ra. Đó, quý vị thấy không, cửa nó lại vừa tự động khóa và tự động mở, tức là nó báo hiệu rằng là chức năng đó chúng ta đã unlock được rồi. Thế thì bây giờ Hoàng sẽ thử cho quý vị luôn nhé. Bây giờ Hoàng nổ máy xe này. Rồi, nổ máy xe. Bây giờ cần số đang vị trí P này, cửa đang mở khóa này. Bây giờ Hoàng sẽ chuyển cái cần số từ vị trí P sang vị trí RLB nhé, chuyển đi nhé này. Đó, khi chúng ta chuyển khỏi vị trí P là cần số đã chủ động là cái cửa đã tự động khóa rồi này. Và khi Hoàng về P này, Hoàng về P này, đó, cửa tự động mở khóa rồi đấy ạ. Rồi, chúc quý vị sẽ dễ dàng để mở khóa cái chức năng này nhé. Bình thường thì là chúng ta cứ đi trên đường trên 30 cây là cửa tự động khóa. Còn đây là nếu quý vị muốn thay đổi cái chức năng tự động này thì quý vị dùng như Hoàng hướng dẫn nhé. Rồi, xin chào quý vị nhé.